Đây bao giờ thấy này, cái kìm dắt mũi đây. Khi có cái kìm dắt mũi như này kẹp vào là rất dễ luôn các bạn. Rất dễ để kẹp bò. Nhưng mà nếu mà giả sử như các bác mà nuôi những cái dòng bò 3B như thế này á, mà nuôi trên đệm lót sinh học như thế này, các bác không đâu là bắn hormone hay là giả sử như sử dụng một số cái loại thuốc mà làm hiền ấy, thì mà các bác làm cái đệm lót sinh học mà nó mỏng quá chẳng hạn, chia sẻ bác là con bò nó nhảy nhau, nó hút nhau, nó rất là dữ những cái dòng bò 3B này, này. Còn cái hormone thì nó chỉ có đó là progesterone với lại estradiol thôi, nó sẽ giúp cho đó là con bò nó hiền hơn rơi tầm khoảng 60-70%, nó không được 100% đâu các bác. Và thứ hai nó sẽ giúp cho con bò nó ăn uống tốt hơn, bởi vì cái hormone estradiol ở trong cái viên thuốc ấy, thì nó tan ra chẳng hạn, thì nó sẽ giúp cho nó là con bò nó kích thích ăn uống tốt hơn, ăn rất là tốt. Ăn tốt thì sẽ giúp cho con bò nó đẩy mông vai tốt hơn, thế thôi. Bảo là vỗ béo nhưng mà thực sự giải bác là nó chỉ là những cái dòng dinh dưỡng đơn thuần thôi các bạn. Dòng dinh dưỡng đơn thuần thôi, các bác không phải lo những cái vấn đề đó, nó ảnh hưởng sức khỏe thế này đó. Khi con bò nó ăn uống đầy đủ á, thì con bò nó sẽ phát triển nó nhanh, thì thịt nó càng ngon, thế thôi. Chào bác, chào mừng các bác đã đến với HLT Channel. Hôm nay mình đang ở Linh Bình và mình đang hỗ trợ kỹ thuật cho một trại hơn 50 con này đó. Và đây là một cái mô hình chăn nuôi bò 3B vỗ béo các bạn, được nuôi trên đệm lót sinh học, có sân chơi ra ngoài kia các bác này đó. Và đây là lứa thứ hai từ khi đó bác gọi là khởi nghiệp đầu tư thêm cái bò này để nuôi đó các bác, để có việc nào làm. Ở đây là lứa thứ hai từ khi bác khởi nghiệp chăn nuôi bò 3B vỗ béo này đó. Ngày xưa thì các bác nhớ là mình cũng đã review mấy lần đối với trại này rồi, thì bắt đầu là tất cả kỹ thuật là HLT hỗ trợ đối với trại này, từ thuốc thang, vaccine, rồi cái chuồng trại như thế này thì ngày xưa mình đưa bác ấy đi tour qua mấy mô hình chăn nuôi, và sau đó là bác về bác ấy thiết kế cái chuồng như thế này. Ở chuồng này thì ở giữa cánh đồng luôn quá. Và những cái đàn kia thì năm ngoái bác ấy nuôi là cũng không có lỗ đâu, không có lỗ một chút nào luôn, và có cả tiền dự án thêm nữa, chính vì vậy thậm chí có lãi luôn đấy. Vừa rồi là tháng 4 thì bác ấy bán bò xong, và sau đó thì bác ấy nhập những cái dòng bò rơi tầm khoảng 3 tạ 3 tạ rưỡi, giá rơi tầm khoảng trên dưới 80.000 đồng một cân về. Bác ấy vỗ thì bây giờ cũng rơi tầm khoảng 4 tạ rưỡi 5 tạ, có con 4 tạ, có con 4 tạ rưỡi và có con khoảng 5 tạ, và vỗ rơi tầm khoảng 3-4 tháng sau là bác ấy bán rồi, tức là bán trước Tết đấy quá. Bác ấy nuôi mát tay ấy. Bác chăm tốt, nuôi cực kỳ mát tay và chăm rất tốt luôn các bác. Anh em đang bắt bò đây. Đấy các bác có thể thấy là có cái kẹp mũi này hay phết đấy. Mình bảo rồi, các bác chăn nuôi bò các bác cố gắng làm một cái khu vực nào đó để ép bò, có đường dẫn bò, tiêm thuốc, làm vaccine, mọi thứ nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Bóng mượt chưa? Đẹp không? Được cái là hôm nay bắt đầu là miền Bắc bắt đầu mưa rồi, vì vậy là cũng rất là mát, chắc là bắt đầu mưa ngâu rồi đó. Đó. Anh em làm từ sáng thì cũng gần xong rồi, còn hơn chục con bên này nữa là xong rồi quá. Khổ không? Các bác thấy không? Cái đường ép bò nó rất là quan trọng để mình làm thuốc, làm vaccine, mình can thiệp ở những cái vấn đề trên con trâu con bò đó. Xin lỗi bác là mấy ngày hôm nay ốm quá, giờ vẫn phải đi hỗ trợ trại đấy. Đây bao giờ thấy này, cái kìm dắt mũi đây.
khi có cái kìm dắt mũi như này kẹp vào là rất dễ luôn các bạn, rất dễ được kẹp bỏ luôn. Đó. Đây là mình tiêm cái vaccine tụy trùng các bạn. Thì, cái loại này là mình sử dụng cái xi lanh, cái xi lanh tự động á. Loại này thì rẻ, rơi tầm khoảng mấy trăm nghìn một cái xi lanh này thôi. Những cái dòng vaccine này thì các bác tiêm sâu bắp ha, tiêm sâu bắp nó khá là đơn giản thôi. Cái này mình đã giới thiệu hướng dẫn bác rồi. Đó. Đấy, sau khi đó là tiêm hết á thì cái xi lanh nó tự hút cái vaccine xuống. Thì cái này mình cứ điều chỉnh đâu đó rơi tầm khoảng 20 ml một con như thế. Đó, cứ thế mà bắn tiêm thôi. Rất là nhàn, cắm cái lọ vaccine xuống cái xi lanh này. Nhưng mà cái loại này chỉ có để tiêm vaccine thôi các bác nhé. Tiêm thuốc thì hơi bị khó. Đó. Cho anh em làm. Nuôi trên đệm lót sinh học như thế này thì mình cảm giác là thấy bẩn. Nhưng mà nếu mà các bác bảo trì thường xuyên á, thì nó cũng hạn chế cái hiện tượng đó là có mùi. Và quan trọng nhất là khi mình nuôi trên đệm lót sinh học như thế này thì ở những cái dòng bò khác, giả sử như dòng bò Brahma hay những dòng bò Angus các thứ thì nó hiền. Và nó hiền như vậy á, thì cái tỷ lệ mà húc nhau rồi cái tỷ lệ mà nhảy nhau các thứ nó rất ít. Nhưng mà nếu mà giả sử như các bác mà nuôi những cái dòng bò 3B như thế này á, mà nuôi trên đệm lót sinh học như thế này, các bác không đâu là bắn hormone hay là giả sử như sử dụng một số cái loại thuốc mà làm hiền ấy, thì mà các bác làm cái đệm lót sinh học mà nó mỏng quá chẳng hạn, mình chia sẻ bác là con bò nó nhảy nhau, nó húc nhau, nó rất là dữ những cái dòng bò 3B này này. Thì đối với lại trại này thì từ lúc bắt bò đến bây giờ thì anh ấy làm xong bảo trì thường xuyên. Và bây giờ các bác có thể thấy là cái đệm lót là phải rơi tầm khoảng 40 phân. Và nó cứ lầy lầy như này là chính như vậy là làm cho con bò nó không có cái hiện tượng đó là nhảy nhau nhiều. Bởi vì nó lầy như vậy làm sao nhảy được. Và kể cả nó nhảy hay là húc nhau thì nó cũng ít có cái hiện tượng đó là con bò nó bị thương. Nó ngã xuống nó bị thương các bạn. Các bác làm cái đệm lót sinh học này thì nó cũng có nhiều mặt lợi luôn các bác. Và nhàn hơn rất là nhiều. Bởi vì là nếu mà giả sử như là nuôi như thế này mà các bác xịt rửa chẳng hạn, thì phải 2-3 người để chăm 50 con bò này cơ. Đó. Còn đối với lại cái trại nhà bác Thoái này thì có một người thôi chăm 50 con bò này. Bởi vì là có thức ăn trong kho hết, từ rơm, cỏ, mọi thứ trong kho hết các bạn. Xin lỗi bác nhá, vì mấy ngày hôm nay mình ốm quá, giọng cũng khản tiếng nữa, khó thở nữa, nghẹt mũi mà. Nhưng mà các trại bảo là đi đến hỗ trợ mình vẫn phải đi thôi. Vì sao đó là phải làm cái dòng hormone vào, bởi vì là thả như này nhiều bác là không quản lý được con bò và nó hay húc nhau là một này. Thứ hai là ăn kém. Bởi vì đối với trại như nhà bác Thoái này, bác bảo là dạo này là bò là ăn kém quá. Đó chính vậy là phải làm cái hormone này lại. Rồi tầm khoảng tuần sau bắt đầu là con bò nó ăn uống trở lại tốt hơn. Đó. Rất là đơn giản thôi các bạn. Còn cái hormone thì nó chỉ có đó là progesterone với lại estradiol thôi. Nó sẽ giúp cho đó là con bò nó hiền hơn rơi tầm khoảng 60-70%, nó không được 100% đâu các bác. Và thứ hai nó sẽ giúp cho con bò nó ăn uống tốt hơn, bởi vì cái hormone estradiol ở trong cái viên thuốc ấy, khi nó tan ra chẳng hạn thì nó sẽ giúp cho đó là con bò nó kích thích ăn uống tốt hơn, ăn rất là tốt. Ăn tốt thì sẽ giúp cho con bò nó đẩy mông vai tốt hơn, thế thôi. Nó rất là đơn giản thôi các bác. Đó. Còn đối với những cái dòng estradiol hay là những cái dòng progesterone thì trong cơ thể con bò, kể cả bò đực bò cái thì nó cũng đều có. Nhiều bác bảo là nó có hại thế này thế nọ, thực sự giải bác là nó không có hại gì đâu ạ. Vì là cái này nó được tổ chức FAO hết cái thứ là ở Mỹ ấy, người ta cấp phép để sử dụng cái những cái dòng mà hormone này rồi. Thì các bác không phải lo đâu các bác. Đó. Các bác không phải lo về cái vấn đề đó là
ảnh hưởng đến sức khỏe các thứ người tiêu dùng đâu. Trong cái chăn nuôi ấy, chứ để bác là thiếu cái gì mình phải làm cái đấy. Giả sử như là đến giai đoạn vỗ béo này nó cần nhiều thức ăn tinh để nó đẩy thịt lên chẳng hạn, đẩy mông vai lên chẳng hạn, thì mình phải cấp đó là nhiều thức ăn tinh thêm, nhiều những cái loại nó tăng cường cái protein lên. Rồi tiếp theo là bác phải đó là cho ăn thêm ngô củ thứ nữa. Đó, rồi nhiều con đâu có thể là thiếu khoáng thiếu khiết thì các bác phải bổ sung thêm đa liếm các thứ vào chẳng hạn. Rồi bổ sung thêm vỗ béo vào để giúp cho con bò nó tăng trọng nó nhanh chẳng hạn. Những cái dòng vỗ béo nó chỉ có bao gồm đó là các loại khoáng đa vi lượng, các loại vitamin ADE, các loại đó là axit amin, giả sử như methionine hay là lysine này nọ thứ thôi. Đó, nó không có gì gọi là bảo là vỗ béo, nhưng mà thực sự giải bác là nó chỉ là những cái dòng dinh dưỡng đơn thuần thôi các bạn. Dòng dinh dưỡng đơn thuần thôi, các bác không phải lo những cái vấn đề đó. Nó ảnh hưởng sức khỏe thế này nọ. Khi con bò nó ăn uống đầy đủ á thì con bò nó sẽ phát triển nó nhanh, thì thịt nó càng ngon thế thôi. Còn mình chia sẻ với bác là từ trước giờ mình cũng thường chia sẻ với các bác là không nên sử dụng những cái dòng giả sử như là salbutamol, những cái dòng chất kích thích sinh trưởng đó sẽ làm cho đó là nó tồn dư trong cái thịt, nó gây ra hiện tượng ung thư trên người các thứ chẳng hạn, thì cái đó mình không nên sử dụng. Những cái dòng hormone đó nó sẽ làm cho đó là tích nước và đốt mỡ các thứ, và thậm chí là nó gây ra hiện tượng là trụy tim trên con trâu, con bò, con lợn khi mình sử dụng cái salbutamol đó. Đấy, chính vậy là từ trước giờ mình không bao giờ khuyến cáo các trại sử dụng những cái dòng hormone tăng trưởng như vậy, sẽ làm cho đó là gây hại cho người tiêu dùng. Nó chỉ có đơn thuần như vậy thôi các bạn, không có gì gọi là gây hại cho người tiêu dùng khi mình sử dụng những cái dòng giả sử như là progesterone hay là giả sử như cái dòng estradiol, bởi vì hôm nọ mình đã phân tích về cái đó rồi. Giả sử như là cái đậu Hà Lan chẳng hạn, thì bây giờ cái hàm lượng progesterone hay là những dòng hàm lượng estradiol á nó còn cao hơn so với lại con bò khi mình bắn cái này. Và sau khi mình bắn rồi tầm khoảng 200 ngày hoặc là 120 ngày rồi á, tùy loại hormone, thì tồn dư của hormone đó trong cái cơ thể con bò á nó rất là ít, nó cực kỳ ít luôn. Đấy, chính vậy nó không ảnh hưởng gì đến cơ thể con người đâu các bác, tức là không ảnh hưởng đến người tiêu dùng đâu ạ. Các bác không phải lo những vấn đề đâu đó đâu, vì là mình làm nghi như vậy là mình cũng muốn rất là chia sẻ một phần nào kiến thức mình đã học được, mình nghiên cứu rồi mình sẽ là tìm hiểu những cái gì tân tiến ở trên thế giới áp dụng về đối với ngành chăn nuôi của mình chẳng hạn. Vừa anh em là bắn hóc môn nó biết cái thứ xong hết rồi, tiêm vaccine thứ xong hết rồi con ơi, vừa đó là dọn dẹp máng xịt sạch hết rồi đấy. Đây các bác nhìn thấy không, mông vai được không, và các bác muốn là tìm hiểu đó là con bò nó ăn cái gì mà nhìn mông vai tốt vậy không. Đây các bác theo chân mình ha. Đầu tiên đó là cám. Đó. Trộn cám với lại ba bia. Đấy thì chạy cũng cho ăn như mình thôi. Cám ba bia với vỗ béo cho vào. Và một con bò rơi tầm khoảng 4 tạ rưỡi trung bình như thế này là ăn đâu đó rơi tầm khoảng 7 cân ba bia một ngày và 4 cân cám. 4 cân cám. Đó. Và cũng chỉ đó là cái chương trình cũng như của mình thôi, không có khác gì cả. Này cho ăn hơi muộn do vấn đề là làm thuốc vaccine này nọ thứ. Đấy, cứ trộn lẫn xong bắt đầu là xúc cho bò ăn thôi. Buổi sáng thì đấy có 50 con này rơi tầm khoảng 3 bao 3 bia cộng với lại chia cám ra thôi.
cứ buổi sáng như buổi chiều. Đây, bác chủ trại nhìn đây, đẳng cấp không? Đam mê đấy. Cực kỳ đam mê luôn. Vào kéo bò như đúng rồi luôn các bạn. Anh em làm xong là bẩn hết. Với lại hôm nay mưa nữa, thế là vì vậy là các bác thông cảm nha. Cởi trần, cởi tất cả mọi thứ ra để làm đó. Làm con bò bất. Thực sự chia sẻ bác làm con bò bất thật. Đó. Một buổi sáng, bây giờ là gần 12 giờ. Hỗ trợ được 50 con bò này. Bắt đầu từ đâu đó rồi tầm khoảng gần 8 giờ gì đó mới làm các bạn. 8 giờ mới làm. Nếu mà hôm nay đến sớm tí là mà có vaccine sẵn rồi nhỉ, làm chắc cũng rồi tầm khoảng hơn 10 giờ là xong rồi. Ở đấy mới chỉ là một bên thôi hả? À, hôm nay là mát thì chắc con bò mới ăn tốt rồi. Rồi trai cũng gọi điện cho mình bảo là dạo này nó ăn cũng kém. Đây các bác có thể thấy nhìn bông vai. Đó. Bò vừa rồi nó ăn cũng kém thế, chính vậy là bây giờ phải bắn lại cái hormone để giúp cho con bò nó ăn uống tốt hơn các bạn. Cái này vừa ấy không bắt cái con này để bỏ cái giàm nó ra. Để nó kín hết chuồng vậy. À, vừa anh em bắt bò mà lại không bỏ cái giàm này ra. Nó ăn hết vào sống mũi kìa. Ăn hết sống mũi. Đúng thật là ăn hơi chậm hả? Ăn hơi chậm. Vào nó phải vồ vập chứ. Rồi, anh để ý rồi tầm khoảng vài ngày nữa thôi. Ăn lại tốt ngay thôi.